Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hơn 39.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 năm 2015-2020. Các doanh nghiệp vận tải hành khách trong tỉnh đảm bảo phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch. Trong 5 năm qua, dù các số liệu tai nạn đều giảm so với 5 năm trước đó, nhưng tai nạn giao thông vẫn cướp đi sinh mạng của gần 40.000 người và làm hơn 77.000 người khác bị thương. Trong 5 năm, từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2020, trên toàn quốc xảy ra 94.024 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người. So với cùng kỳ 5 năm trước đó, giảm 42% số vụ tai nạn, giảm 19% số người chết và giảm gần 54% số người bị thương. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, dịp cao điểm lễ Tết năm nay sẽ khác năm trước. Lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan vừa phải đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ, vừa phải siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19. Môi trường vận tải là một trong những trọng điểm về nguy cơ lây lan dịch bệnh nói chung và COVID-19 nói riêng. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý các bến xe cần cương quyết không để lái xe, phụ xe và phương tiện không thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch được tham gia giao thông. Tại các đầu mối bến xe, tất cả các lãnh đạo nhân viên phải gương mẫu trong phòng dịch, tổ chức kiểm tra thân nhiệt của tất cả người ra vào khu vực bến, thường xuyên kiểm tra việc quy định chống dịch của nhà xe trước khi xuất bến. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa về tăng cường công tác đảm bảo phục vụ hành khách cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hiện nay các doanh nghiệp vận tải hành khách trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về phương tiện và nhân lực phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch. Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày, vì vậy sẽ có một lượng lớn học sinh, sinh viên, người đi làm xa trở về quê nghỉ lễ. Do đó, lượng người và phương tiện sử dụng dịch vụ vận tải hành khách sẽ gia tăng. Để đảm bảo cho người dân đi lại được thuận tiện, an toàn, các doanh nghiệp vận tải hành khách, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo chất lượng, quán triệt đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông như không sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, không dừng đỗ sai quy định. Bên cạnh đó, phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 là công việc phải thực hiện thường xuyên liên tục, nhất là trong môi trường hoạt động vận tải hành khách công cộng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Vì vậy, việc khử trùng phương tiện, đeo khẩu trang, xịt kháng khuẩn, kiểm tra y tế vẫn được các doanh nghiệp vận tải duy trì. Nhà xe Thọ Hoài chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông, thực hiện nghiêm về phòng chống dịch trước khi cho khách lên xe, là phun thuốc kháng khuẩn xung quanh xe và làm vệ sinh sạch sẽ trước khi khách lên xe. Khi khách lên xe thì nhà xe chúng tôi yêu cầu khách phải dùng cồn sát khuẩn, rửa tay cẩn thận và nhân viên lái xe phải phát khẩu trang cho khách lên xe. Để phục vụ cái nhu cầu đi lại của nhân dân trong cái dịp Tết Dương lịch sắp tới, về phía công ty cũng đã tăng cường cái số lượng xe và cũng như là nâng cao cái chất lượng dịch vụ vận tải của xe. Kèm theo đó thì công ty cũng đã tuyên truyền về thứ nhất là cái ý thức cũng như là cái thái độ phục vụ của lái xe, nhân viên phục vụ đối với khách hàng, và cũng đã tuyên truyền đối với lái xe trong việc nhắc nhở hành khách trong việc là đeo khẩu trang để trong cái công tác phòng chống dịch. Tại các bến xe, công tác đảm bảo vận tải hành khách và phòng chống dịch được siết chặt. Các xe ra vào bắt buộc phải được kiểm tra đầy đủ giấy tờ. Công tác phun khử trùng khu vực trong bến được triển khai quán triệt đến mọi hành khách phải đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch, với sự chuẩn bị đầy đủ của các doanh nghiệp trong hoạt động vận tải hành khách, chắc chắn người dân sẽ được sử dụng những dịch vụ vận tải đảm bảo chất lượng và an toàn phòng chống dịch để kỳ nghỉ lễ được trọn vẹn niềm vui. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.